Hồi đầu tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thách thức phương Tây thử đánh bại Nga trên chiến trường và nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đánh dấu sự chuyển hướng sang một thế giới đa cực. Hãng tin TASS dẫn lại lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu cho các lãnh đạo tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Vào những ngày này, chúng tôi nghe được thông tin họ, tức phương Tây, muốn đánh bại chúng tôi, người Nga trên chiến trường. Vậy thì các bạn có thể nói gì đây? Hãy để họ thử. Theo hãng tin AFP, đây là một trong những bài phát biểu mạnh mẽ nhất của ông Putin kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ông Putin cáo buộc cả tập thể phương Tây khơi mào chiến tranh ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng sự can thiệp của Moscow vào quốc gia thân phương Tây này đánh dấu khởi đầu của sự chuyển hướng sang một thế giới đa cực. Tổng thống Nga cũng cảnh báo Kiev và các đồng minh phương Tây rằng Moscow thậm chí còn chưa bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine một cách nghiêm túc. Mọi người nên biết rằng chúng tôi vẫn chưa bắt đầu một cách nghiêm túc, đồng thời chúng tôi không từ chối tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, ông nói. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng cảnh báo nếu các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu càng muộn thì sẽ càng khó đạt được thỏa thuận. Trên thực tế, tại thời điểm này, giữa tháng 10 năm 2022, ánh sáng cuối đường hầm để chấm dứt xung đột ở Ukraine vẫn chưa thấy đâu. Nhiều nhà quan sát quốc tế nhận định rằng cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine có thể sẽ kéo dài sang năm 2023, thậm chí đến năm 2024, cho tới chừng nào các mục tiêu chiến lược của Moscow đạt được. Vụ tấn công cây cầu Kursk nối liền Nga với Crimea khiến tuyến đường tiếp tế huyết mạch cho các lực lượng Nga đang tác chiến ở Ukraine bị tê liệt tạm thời. Nhưng nguy hiểm hơn cả, Ukraine đã đánh thẳng vào biểu tượng sức mạnh, uy tín của Nga, khiến Moscow và Tổng thống Putin nổi giận. Và cơn mưa tên lửa của UAV đã được các lực lượng vũ trang Nga lập tức tiến hành một cách ồ ạt, đáp trả hành động liều lĩnh của Kiev. Trọng tâm đánh phá của tên lửa Nga giờ không chỉ dừng lại ở các mục tiêu quân sự, mà còn lan rộng sang các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, đặc biệt là hệ thống điện. Hôm ngày 10 tháng 10, Ukraine thông báo Nga phóng 84 tên lửa hành trình và 24 máy bay không người lái vào nhiều tỉnh thành của nước này. Cùng ngày, Moscow tuyên bố quân đội Nga bắn 70 tên lửa và tất cả đều trúng đích nhằm vào các mục tiêu quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của Ukraine. Fox ước tính Nga đã chi từ 400 đến 700 triệu đô la cho các vụ tập kích này. Một ngày sau đó, Nga phóng khoảng 30 tên lửa vào Ukraine cùng hàng chục UAV cảm tử. Lực lượng Kiev tuyên bố đánh chặn một nửa trong số này. Theo Reuters, mỗi tên lửa hành trình Kalib do Nga sản xuất và sử dụng nhiều nhất ở Ukraine có giá hơn 6,5 triệu đô la. Điều này đồng nghĩa với việc hôm ngày 10 tháng 10 và 11 tháng 10, Nga có thể đã tiêu tốn lần lượt khoảng 500 triệu đô la và hơn 190 triệu đô la cho các vụ tập kích tên lửa. Ukrainska Pravda ngày 15 tháng 10 ước tính, kể từ đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Moscow dường như đã sử dụng 1.235 tên lửa tầm xa, chính xác cao với tổng giá trị từ 5,54 đến 6,81 tỷ đô la. Tính toán trên dựa vào báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này Oleksiy Reznikov cho biết Nga có thể đã sử dụng tới 2/3 kho tên lửa tầm xa, chính xác cao trong hơn 7 tháng chiến sự vừa qua ở Ukraine. Cụ thể, con số trên được cho bao gồm 776 tên lửa Iskander, 228 tên lửa Kalib, 231 tên lửa KH-101 và KH-555. Theo Fox, mỗi tên lửa Iskander trị giá 3 triệu đô la. Vì vậy, Kiev kết luận rằng Nga có thể đã chi 2,3 tỷ đô la để tấn công các mục tiêu của Ukraine trong thời gian qua. Mỗi tên lửa Kalib trị giá 6,5 triệu đô la, nên Moscow có thể đã dùng số tên lửa tương đương 1,48 tỷ đô la. Trong khi đó, giá của tên lửa KH-101 là 13 triệu đô la và KH-555 là 7,5 triệu đô la. Thế nên Ukraine cho rằng Nga đã chi từ 5,54 đến 6,81 tỷ đô la cho số vũ khí này. Kalib, Iskander, tên lửa dòng KH là những vũ khí được Nga tin dùng trong cuộc chiến hơn 6 tháng qua, khi nó sở hữu tầm bắn đủ để phá hủy các mục tiêu quân sự của Ukraine sâu trong lãnh thổ. Trước đó, Ukraine và phương Tây nhiều lần nhận định kho siêu tên lửa chiến lược của Nga đang cạn dần. Tuy nhiên, những diễn biến trong thời gian qua dường như cho thấy những ước tính này có thể chưa hoàn toàn chính xác. Thật không may, màn trả đũa dữ dội mới nhất của Nga cho thấy còn lâu Moscow mới hết tên lửa. Quả đúng thế, Nga có 8 năm chuẩn bị cho cuộc chiến Ukraine và hàng chục năm trong một cuộc đối đầu sống còn với Mỹ, NATO. Vậy thì một chiến trường còn con như Ukraine mà Moscow đã cạn tên lửa thì còn đánh đấm gì?
chuỗi đòn tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV vào Ukraine liên tiếp mấy ngày qua của Moscow khiến cho tình báo phương Tây ngã ngửa, bẽ bàng. Tên lửa mới, đẹp và thông minh Nga không thiếu, của nhà trồng được muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Khách quan mà nói, chiêu bài mà truyền thông phương Tây sử dụng khi suốt ngày ra giả rằng Nga sắp hết tên lửa vẫn có tác dụng thật sự. Nó là động lực thúc đẩy các lực lượng vũ trang Ukraine củng cố niềm tin nội tâm rằng Moscow cạn kho, tiếp tục tiến lên giành lại các lãnh thổ hiện đang bị Nga kiểm soát. Nhưng họ có biết đâu rằng, trong mọi trường hợp Mỹ và NATO còn phải rén trước kho tên lửa sát thủ của Nga, vốn đang liên tục được bổ sung với số lượng lớn. Ukraine hãy chờ đấy!